Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tường Vũ Channel. Hôm nay mình sẽ mời các bạn cùng đi khám phá cái hầm Thủ Thiêm. Hiện nay mình đang tiến trên đường đại lộ Võ Văn Kiệt và đang rẽ trái hướng về hầm Thủ Thiêm, quận 1. Ở trước mặt của chúng ta đang đi là đại lộ Võ Văn Kiệt, hướng từ quận 1 sẽ đi về hầm Thủ Thiêm. Như các bạn đã biết thì hầm Thủ Thiêm này được khánh thành vào ngày 20 tháng 11 năm 2011. Như vậy đến nay cũng đã khá là lâu. Con đường của chúng ta đang đi ở đây là hôm nay buổi sáng đường nó hơi vắng. Thì mình sẽ mời các bạn cùng đi dạo một vòng buổi sáng để ngắm đường phố ở Nội Ô Sài Gòn. Sáng ngày hôm nay có vẻ yên bình và rất là mát. Đại lộ Võ Văn Kiệt này hướng lúc nãy mình mời các bạn đi là bắt đầu xuất phát từ dưới dạ cầu Nguyễn Văn Cừ, chúng ta rẽ trái ra đại lộ Võ Văn Kiệt. Bên phía tay phải màn hình của các bạn là bến Vân Đồn, phía bên kia tay phải phía bên kia là bến Vân Đồn của quận 4, phía bên này là quận 1. Đại lộ Võ Văn Kiệt này tốc độ cho phép đối với xe ô tô là 60 km/h. Có hai lên như các bạn thấy là dành cho xe hơi, còn bên tay phải của chúng ta đang đi là lên dành cho xe hai bánh. Nhiều khi đường vắng chúng ta cứ chạy xe hơi thì quên nhìn công tơ mét, cho nên nhiều khi chạy vượt trên 60 km/h các bạn. Đường vắng thì mới như vậy thôi. Ở đây trước những cái cột đèn tín hiệu giao thông thì đều có hướng dẫn các cái quy định các phương tiện và các cái giờ được phép lưu thông vào hầm Thủ Thiêm nha các bạn. Nếu mà các bạn nào chưa quen đi ở trước mà chúng ta là dạ cầu Ông Lạnh các bạn, nối từ quận 1 sang quận 4 đó. Những bạn nào mà chưa có quen đi qua hầm Thủ Thiêm thì cũng có thể để ý chú ý các cái đèn và các cái bản hướng dẫn nha các bạn. Đường này là cảnh sát giao thông đi tuần rất là nhiều. Đây các bạn, ở trước mặt các bạn là có bản hướng dẫn giao thông đường hầm sông Sài Gòn. Bây giờ chúng ta sẽ vượt qua cái đèn đỏ này và sẽ tiến vào hầm Thủ Thiêm. Có một cái điều các bạn nên chú ý là khi vào hầm Thủ Thiêm này, đối với vận tốc của xe hơi là chạy 60 km/h và không được bấm còi.
và bắt buộc phải mở đèn chiếu sáng gần. Các bạn mà quên những cái quy định này thì chắc chắn là khi các bạn ra phía hầm bên thì chắc chắn bị cảnh sát giao thông hoặc là bị có thể là ghi hình phạt nguội đó các bạn. Rồi mời các bạn bắt đầu tiến vào hầm nhé. Ở đây là hướng từ quận 1 sang quận 2 các bạn ha. Chúng ta đang tiến vào hầm. Ở đây trong hầm này thì đều có các cái cửa thoát hiểm này. Rồi có các cái bản hướng dẫn không được bấm còi xe này, rồi bắt buộc bật đèn chiếu sáng khi vào hầm này, tốc độ thì phải dưới 60 km/h đối với xe ô tô. Đây, chúng ta đang có thể nói là hầm Thủ Thiêm sau khi mà khánh thành như vậy thì đã giải quyết rất lớn một lượng xe, giảm lượng xe quá tải đi ở bên xa bộ Hà Nội các bạn. Hầm Thủ Thiêm này sẽ có 6 làn xe, 3 làn xe ở chiều từ quận 1 sang quận 2 và 3 làn xe từ quận 2 về quận 1. Trong khi đó có 2 làn dành xe hơi, 1 làn dành cho xe 2 bánh các bạn. Đây chúng ta bắt đầu đi ra phía đầu hầm thuộc quận 2. Thông thường mà khi qua khỏi cái hầm mà Thủ Thiêm đang ở phía quận 2 này thì đa số là bị cảnh sát giao thông hay đứng cái trạm ngay đây các bạn. Rất là nhiều xe vi phạm về tốc độ nè, về chiếu sáng nè. Ở đây chúng ta đang đi trên con đại lộ Mai Chí Thọ. Đại lộ Mai Chí Thọ này có thể nói là đại lộ lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Tính cả chiều về quận 1 và chiều đi hướng về quận 2 lên cao tốc. Máy lên đây. Hướng từ quận 2 về quận 1 như các bạn thấy lên xe hơi ở riêng biệt bên đây sẽ là 3 lên. Và bên phía bên tay phải bên trong cũng có lên xe hơi và lên xe máy. Có thể nói đại lộ Mai Chí Thọ này là rất là lớn các bạn. Tốc độ cho phép chạy đối với xe ô tô, tốc độ cho phép tối đa là 80 km/h. Còn ở bên làn của xe hai bánh thì tốc độ chỉ giới hạn là 50 km/h thôi các bạn. Đại lộ Mai Chí Thọ này là một trục đường rất là quan trọng về mặt giao thông. Nó kết nối từ đầu cầu hầm Thủ Thiêm bên phía quận 2 và chạy mãi qua tới gần xa lộ Hà Nội các bạn. Mai Chí Thọ cái hướng về quận 1 như chúng ta đang đi ở đây á thì
không có nhiều xe tải trọng lớn nha các bạn. Còn hướng mà từ quận 2 Phạm Văn Lái á, thì xe container rất là nhiều. Đường này có thể nói đẹp các bạn, đẹp, chạy êm, rộng, hướng một hướng đi vô quận 1 và một hướng đi ra quận 2, tất cả đường rất là lớn. Ngay cái đèn đỏ này các bạn quẹo phía tay phải đó thì sẽ đi về bên cầu Thủ Thiêm, còn đi thẳng là về đường hầm sông Sài Gòn. Quẹo tay phải là đường Nguyễn Cơ Thạch đó các bạn, quẹo vô đường Lưu Định Của và cầu Thủ Thiêm và sẽ băng qua hướng Nguyễn Hữu Cảnh đó, là phía tay phải đây. Còn bây giờ mình sẽ đi thẳng vào hướng hầm Sài Gòn các bạn. Đây là một ngày thật là đẹp, cho nên mình đã cố gắng để lưu lại những cái cung đường ở tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Có những bạn thì cũng chưa có đi trên cung đường này. Quận 2 sau này sẽ thành là trung tâm hành chính của thành phố, cho nên các cơ sở hạ tầng và đường xá thì được thiết kế rất là đẹp, rộng lớn. Đây các bạn, chúng ta đang chuẩn bị bước vào hầm Thủ Thiêm các bạn. Các bạn vào đây thì có 3 điều các bạn phải nhớ. Một là các bạn phải chạy đúng vận tốc theo quy định. Thứ hai là các bạn phải bật đèn chiếu sáng gần. Và thứ ba là các bạn không được bóp còi trong hầm. Và chắc chắn là các bạn không thể nào chuyển làn đường ở bên trong cái hầm này các bạn. Các bạn chạy làn nào thì bạn giữ nguyên tốc độ ở đó và cứ đi thẳng một làn thôi, chứ các bạn không có được chuyển làn không được. Quan trọng trong đây là đèn, tốc độ và hai cái mà các bạn cần phải lưu ý, giữ tốc độ và đèn chiếu sáng các bạn phải cố gắng đảm bảo. Từ quận 2 vô quận 1 nữa các bạn.
một cái biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh đó các bạn. Sau này có tuyến metro bến thành suối tiên nữa thì là tuyệt vời. Thành phố mỗi ngày sẽ phát triển hơn. Chợ Bến Thành, còn đi thẳng là đi về Bình Chánh các bạn, đi về miền Tây đó. Rồi đến đây thì Tường Vũ Channel cũng xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hết cái video. Và rất mong gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của kênh YouTube Tường Vũ Channel. Xin cảm ơn và chào các bạn.